Xin chào các bạn, mình là Khương đến từ mạng xã hội Tinh tế vn à, và như các bạn có thể thấy là mình vừa mới có những phút giây thư giãn rất là tuyệt vời trên cái chiếc ghế massage DKGM 3002 à, đến từ thương hiệu Daikyosan với mức giá 130 triệu đồng à, được phân phối bởi tập đoàn Đại Việt thì chúng ta cùng xem xem cái chiếc ghế massage này được trang bị những gì trong video này nhé. thì mình đây là cái điều khiển của cái ghế massage này trên cái điều khiển này có rất là nhiều cái phím chức năng cũng như là có một cái màn hình led à, cái màn hình led này sẽ giúp chúng ta có thể theo dõi cũng như là tinh chỉnh những cái thông số để phù hợp với lại cái sở thích massage của chúng ta hai cái chế độ chính là auto và manual có nghĩa là tự động và thủ công thì với cái chế độ tự động á họ sẽ lập trình sẵn 10 bài massage từ những cái bài massage đơn giản giúp chúng ta thư giãn giúp chúng ta giảm căng thẳng cho tới những cái bài massage cao cấp hơn ví dụ như là massage thư giãn, nè, massage thoải mái, kéo giãn, kiểu thái thì 10 bài massage này sẽ giúp chúng ta có thể có được những cái trải nghiệm massage rất là nhanh chỉ cần bấm vô chọn những cái bài massage phù hợp là được thì với chức năng manual này các bạn có thể yêu cầu cái ghế massage thực hiện những cái thao tác tương tự như những cái kỹ thuật viên massage chuyên nghiệp à, ví dụ như là nhào, gõ hoặc là nhào và gõ cũng như là dây, ấn huyệt vân à, vân và các bạn có thể tùy chỉnh tới 6 cấp độ à, dành cho con lăn, dành cho túi khí à, cũng như là dành cho cái phạm vi massage trên cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ có những chức năng đáng chú ý khác, ví dụ như là nút 0G. Zero 0G Zero là gì? Đây là một cái chức năng người ta gọi là massage không trọng lực, nó sẽ giúp chúng ta phân bổ cái trọng lực tác động lên cơ thể đều ra, từ đó những cái bộ phận nào mà bình thường chúng ta hay bị chịu áp lực sẽ được giảm tải, giúp lưu thông khí huyết dễ dàng hơn, đồng thời tạo cảm giác khoan khoái khi thư giãn. Các bạn cũng có thể lựa chọn cái chức năng massage nhiệt. Khi mà các bạn bấm cái chức năng massage nhiệt này thì những cái sợi carbon nằm ở phần thắt lưng sẽ được sưởi nóng lên, giúp chúng ta lưu thông khí huyết và làm cho chúng ta thư giãn hơn thì với cái việc mà cái ghế massage này có thể mô phỏng lại à, dựa trên những cái phương pháp trị liệu đông y truyền thống thì nó sẽ không thể nào hoàn hảo nếu như thiếu đi những cái tính năng, những cái công nghệ 4.0. Khi mình ngồi lên cái ghế này, việc đầu tiên mà cái máy làm nó sẽ là quét cái cơ thể của chúng ta. Khi mà nó quét cái cơ thể của chúng ta thì nó sẽ xác định được những cái bộ phận cơ thể, những cái vị trí trọng yếu trên cơ thể của chúng ta từ đó giúp cho cái con lăn nó có thể được đưa tới và thao tác một cách chính xác hơn chứ không đơn giản chỉ là lập trình sẵn và con lăn nó sẽ tự động chạy sẵn mà nó bị lệch với những cái tư thế người dùng ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển cái bảng điều khiển này cũng có những cái nút chức năng quan trọng ví dụ như là điều khiển tư thế ghế cao hay thấp chức năng Zero G massage không trọng lực cũng như là bật tính năng sửa bằng sợi carbon ở bên trong máy chúng ta sẽ có một cái lỗ USB-A, cái lỗ USB-A này có tác dụng là sẽ giúp cho chúng ta sạc điện thoại mà chúng ta không cần phải di chuyển đi đâu hết, chỉ cần ngõ đây sạc để cái điện thoại vô cái túi ở phía trên này là được. Hello, robot. Hello, master. Sleeping program. Okay, sleeping program. Một trong những cái tính năng mà mình rất là thích đó là tính năng điều khiển bằng giọng nói. Tính năng điều khiển bằng giọng nói này sẽ giúp cho chúng ta rảnh tay hơn, giúp cho chúng ta thoải mái hơn đặc biệt khi chúng ta đang massage tay thì chúng ta không cần phải lấy thao tác trên những cái nút chúng ta có thể Hello điều khiển bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Việt. Tuy nhiên có một sự ý đó là cái tính năng điều khiển bằng tiếng Việt chỉ áp dụng cho những sản phẩm được sản xuất sau ngày 30 tháng 4 mà thôi. À, mình rất là thích cái điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt bởi vì như các bạn có thể biết khi mua một chiếc cái massage để ở nhà thì không phải chỉ chúng ta sử dụng mà có cả ông bà cha mẹ nên cái việc mà được hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói bằng tiếng Việt sẽ giúp cho các chiếc ghế massage này thân thiện với họ hơn, giúp cho họ sử dụng một cách dễ dàng hơn. Cụm micro nó sẽ nằm ẩn giấu bên trong khe ở tay phải như thế này. Chúng ta chỉ cần đơn giản ra lệnh, ví dụ như Hello Robot hay là gì đó. Hello Robot. Chiếc ghế sẽ tự phản hồi và sẽ biết chúng ta đang muốn nói gì và cũng như là muốn ra lệnh cái gì cho nó. Đó là về công năng. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua ngoại hình rõ ràng. Ngồi trên một cái chiếc ghế massage, chúng ta sẽ tiếp xúc rất nhiều vào cái thân ghế thì cái bề mặt tiếp xúc là một cái rất là quan trọng cho nên Daikyosan trang bị cái bề mặt tiếp xúc với chúng ta bằng một cái chất liệu gọi là da microfiber PU cái da này nó được sử dụng nhiều trên ghế của những chiếc siêu xe cao cấp và đặc tính của loại da này là nó có khả năng chống ăn mòn tốt chịu được lực chịu được nhiệt cũng như là chống thủy phân chúng ta có thể có một cái trải nghiệm rất là thân thiện khi mà đụng chạm tiếp xúc vào cái bề mặt da này phần trên này chúng ta sẽ có một cái kê đầu cái kê đầu có diện tích khá là lớn thì cái kê đầu này sẽ được kết nối với thân máy bằng một cái dây dán Festgrow. À, chúng ta sẽ có thể điều khiển cao hay thấp tùy thuộc vào cái sở thích cũng như là cái kích thước của từng người. Ở hai bên cạnh ghế như thế này, các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái cặp loa. Thì cái cặp loa này có thể liên kết với điện thoại bằng Bluetooth, từ đó sẽ giúp chúng ta kết nối những cái âm thanh những cái giai điệu mà chúng ta thích vào thấp xuống ở cái loa một xíu đó là phần hai cái túi khí ở hai bên ngang vai chúng ta như thế này khi mà chúng ta massage thì hai cái túi khí này sẽ được bơm phồng lên giữ cái vai chúng ta giữ cái lưng chúng ta được ép vào cái lưng ghế thì nếu mà các bạn chưa bao giờ ngồi ghế massage cũng như là ít khi trải nghiệm cái ghế massage thì các bạn sẽ biết là cảm giác cái con lăn nó chạy trên lưng chúng ta sẽ khá là nhột và nhiều người sẽ không quen họ sẽ nhướng cái người lên thì lúc này cái hiệu quả massage nó sẽ không đạt tối đa cho nên cái việc mà hai túi khí này nó ép lưng chúng ta xuống, à, ngồi và cái con lăn nó dây dây khắp cái lưng rất là đã. Chúng ta sẽ có một cái nơi chuyên để massage tay. À, chúng ta có thể đưa tay vào như thế này này và hai cái nơi chuyên massage tay này sẽ có hai cái hệ thống túi khí. Nó sẽ đóng vai trò mô phỏng lại cái cảm giác bóp tay cho chúng ta. À, nó sẽ được bơm và nhả, bơm và nhả liên tục để chúng ta có cảm giác siết bóp, siết bóp liên tục thì nó sẽ cảm giác như là à, có một người nào đó đang à, bóp tay cho chúng ta vậy. Ở đây có một cái bảng điều khiển thì hồi nãy mình đã nói rồi, ở đây sẽ có những cái nút chức năng cơ bản nhất thôi. Thì cái bảng điều khiển này được phủ những cái lớp chống oxy hóa cho nên các bạn sẽ không cần phải lo về việc nó sẽ bị xuống cấp theo thời gian sử dụng lâu dài. À, bên cạnh cái bảng điều khiển thì chúng ta sẽ có một cái remote như thế này để có thể à, điều khiển được nhiều hơn à, được chi tiết hơn. À, đó là phần thân trên của máy. Bây giờ mình sẽ đi xuống phần à, cái cụm chân. Thì cái cụm chân này nó sẽ có hai phần chính đó là phần ôm vào bắp chân cũng như ôm vào bàn chân của chúng ta. Các bạn đừng lo về việc chúng ta sẽ có người chân dài chân ngắn, nó sẽ có một cái hệ thống trượt. Nếu mà chân các bạn dài quá các bạn chỉ cần đạp nó xuống một cái thì nó sẽ tự động trượt ra để phù hợp cho các bạn. Trái tim của cái ghế massage này chính là cái hệ thống động cơ cũng như là cái bộ khung massage 4D. Thì mình sẽ nói về bộ khung trước. Bộ khung massage 4D này được phủ một lớp sơn chống rỉ cho nên các bạn sẽ không cần phải lo về việc nó bị xuống cấp. Và những cái bộ khung massage này sẽ kết nối với lại những cái con lăn. Con lăn làm bằng chất liệu silicon cho nên nó sẽ mềm nó sẽ tiếp xúc vào lưng chúng ta một cách thoải mái hơn, ít căng thẳng hơn so với cái chất liệu nhựa. Việc cái khung massage này nó có thể vươn ra phía trước rất là xa để tiếp xúc vào những cái phần khó chạm nhất trên cơ thể sẽ giúp cho chúng ta không bị bỏ sót bất kỳ vị trí nào. Cái dây ray SL này dài 130 cm sẽ kéo dài từ phần đầu cho tới phần eo, cho nên nó sẽ đảm bảo chúng ta có một cái diện tích massage tuyệt vời luôn, không cần phải lo lắng về việc massage bị thiếu hay gì cả. À bên cạnh đó bên trong họ cũng có bố trí những cái sợi carbon những sợi carbon này được bố trí ở vùng thắt lưng khi các bạn bấm vào cái nút da nhiệt á, nút á, thì nó sẽ nóng lên nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường lưu thông khí huyết giúp cho cơ thể chúng ta thoải mái và thư giãn hơn à về phần động cơ thì chiếc ghế massage này sử dụng những cái động cơ lõi đồng à động cơ lõi đồng sẽ có ưu điểm là nó bền hơn nó tiết kiệm điện nó mạnh mẽ nó bền bỉ hơn so với những cái động cơ lõi nhôm cái động cơ này vận hành rất là êm, rất là trơn tru. Trong quá trình mình ngồi massage thì mình cảm thấy không có bị những cái vấn đề nào liên quan tới tiếng ồn cả. Nó đơn giản là nó chỉ hoạt động trong im lặng để giúp chúng ta thoải mái thôi. Đi kèm với cái động cơ lõi đồng này đó là một cái bộ nguồn DC 24V, từ đó giúp tiết kiệm điện hơn. À, các bạn sẽ không lo lắng về chi phí khi mà chúng ta ngồi vào lớp massage này lâu dài hoặc sử dụng thường xuyên nữa. Bên cạnh cái chất liệu da bằng microfiber PU thì những cái chi tiết nhỏ nhặt khác cũng được làm hoàn thiện rất là tốt. Ví dụ như là những cái chi tiết nhựa được ốp bên ngoài ghế được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh, họ sơn 4 lớp chống trầy, chống xước cũng như là một lớp sơn bóng để giúp cho cái thẩm mỹ của máy được tăng lên. Những cái sản phẩm Daqosan được phân phối bởi tập đoàn Đại Việt sẽ được bảo hành 3 năm và các bạn đừng lo lắng về việc bảo hành bởi vì nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra các bạn chỉ cần gọi lên dịch vụ khách hàng khắp 63 tỉnh thành họ đều có trạm bảo hành và họ sẽ bảo hành tận nhà cho anh em thông qua kích hoạt bảo hành điện tử và thêm một thông tin nữa để các bạn có thể yên tâm để lựa chọn Daikyo-san trong một cái thị trường ghế massage quá đa dạng và phong phú như hiện tại thì đó là tập đoàn Đại Việt là một trong những tập đoàn nằm trong top 5 trên doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020 cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để cân nhắc bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái ghế massage về cho cả gia đình cùng sử dụng và đây là những cái chia sẻ của mình về cái chiếc ghế massage cao cấp của Daikyosan có mã hiệu DKGM30002 và hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn nhất là những bạn nào đang có nhu cầu muốn tìm mua một cái chiếc ghế massage để phục vụ để nâng cao cái đời sống cái trải nghiệm của mình thường ngày. Ok, mình là Khương đến từ mạng xã hội tinh tế.vn và hy vọng các bạn thích video này.